Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi thăm khu phố bán đồ cổ Lê Công Kiều và dạo quanh một vòng khu chợ Bến Thành. Khu bán đồ cổ Lê Công Kiều này nằm ngay trung tâm thành phố đó các bạn, ở phía đằng sau của đường Hàm Nghi. Con đường này là con đường ngắn thôi các bạn, khoảng chừng 200 m, chuyên môn bán những cái đồ cổ rất là lạ. Đây là gian hàng bán đồ đồng thôi các bạn, những cái tượng Phật, cái cồng chiêng, những bộ lư đồng. Có cái máy hát cũ. Đây là đồ gốm sứ được trưng bày trong cái tủ kiến. Khu phố này ít xe qua lại, thành ra không có ồn ào lắm các bạn. Đa số những cái đồ đồng hoặc là đồ gỗ ở đây là những cái hàng phục chế lại đó các bạn. Họ làm theo cái dạng giống như là đồ cổ. Đây là những cái hộp đựng nữ trang bằng gỗ cầm xà cừ. Ngày xưa thì cái khu này rất là sầm uất, vì ngày xưa thì chưa có những cái hàng điện tử mới, là có nhiều người tìm đến đây để mua những cái máy cassette cũ, những cái cặp loa hoặc là những cái radio hoặc máy ảnh cũ. Ngày xưa, cựu tổng thống Bill Clinton khi viếng thăm Việt Nam cũng ghé ngang cái khu phố bán đồ cổ này đó các bạn. Còn đây là đường Nguyễn Thái Bình, nằm kế đường Lê Công Kiều đó các bạn. Có một cái rạp hát bông sen. Con đường này cũng rất là nhiều những khách sạn mini đó các bạn. À, đây là một người cắt tóc trên vỉa hè. Chỉ có một cái ghế và cái gương và cái dù che nắng. Còn đây là chung cư Nguyễn Thái Bình, một trong những chung cư cũ ở trung tâm thành phố. Còn đây là một cái viện bảo tàng trưng bày nghệ thuật đó các bạn. Đây là một trong những kiến trúc Pháp ngày xưa còn lại. Có một cái quán cà phê bên cạnh. Cái viện bảo tàng nghệ thuật này thì mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật các bạn, thứ hai đóng cửa. Viện bảo tàng này nằm trên đường Nguyễn Thái Bình luôn đó các bạn, quận 1. Đây là một chị bán bánh mì bên lề đường. Bánh mì và cà phê là món ăn sáng rất là phổ biến ở Việt Nam đó các bạn.
Đây là một con hẻm mà cũng nằm ở quận 1 với các bạn. Mình đi vào quay cho các bạn xem nhé. Thường thường là các con hẻm ở đầu hẻm hay có những cái cửa hàng bán đồ ăn sáng hoặc là những cái tiệm tạp hóa. Bên trong này cũng có những cái khách sạn mini nhỏ thuộc diện tư gia. Có những nhà họ xây 4-5 tầng lầu xong rồi họ đăng bảng cho thuê. Mình ghé ngang qua chợ Bến Thành, đi vào trong dạo một vòng cho các bạn xem. Chợ Bến Thành là một ngôi chợ rất sầm uất các bạn, thu hút rất là nhiều du khách, nhất là du khách nước ngoài. Chợ này bán rất là nhiều mặt hàng các bạn, từ những mặt hàng lưu niệm cho đến đồ trang sức và những cái mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách, cho đến những cửa hàng bán thức ăn, đồ uống. Đây là một gian hàng bán cơm chiên đó các bạn. Cơm chiên với thịt bò. Còn đây là một gian hàng bán nước mía, bán dừa tươi. Du khách đi bộ khát nước vào đây thì thích uống nước dừa. Còn đây là gian hàng bán hủ tiếu. Vì rất tiện lợi thành ra du khách họ rất thích vào đây để mua sắm các bạn. Mà đi một vòng mua sắm xong rồi mệt thì ghé uống nước rồi ăn uống. Đây là một gian hàng bán chè.
Mình thấy những cửa hàng bán đồ ăn uống là đông khách nhất đó các bạn. Còn đây là những gian hàng bán quần áo, bán đa số là quần áo phụ nữ. Những hàng lưu niệm ở đây rất là nhiều để cho các bạn lựa chọn. Còn đây là những gian hàng bán kẹo bánh, mứt, đậu hạt điều, cà phê, trà, trái cây sấy khô. Còn đây là những gian hàng bán trái cây tươi đấy các bạn. Đủ các loại trái cây của mùa hè được bày rất là đẹp mắt. Có xoài, mãng cầu, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt. Ở Việt Nam thì tháng nào cũng có trái cây tươi để ăn các bạn. Nhưng mà về đúng mùa thì trái cây ngon và rẻ hơn. Còn dịp Tết thì cũng có trái cây nhưng mà giá cả có thể đắt hơn một chút. Thank you.
chờ Bến Thành rất là rộng. Để đi hết các gian hàng ở đây thì sẽ mất gần nửa ngày đó các bạn. Đây là con đường Lê Thánh Tôn sau lưng chợ Bến Thành đó các bạn. Ở khu này cũng rất là nhiều nhà hàng, khách sạn và những cái cửa hàng bán đồ thời trang. Đây là góc đường Lê Thánh Tôn và đường Trương Định đó các bạn. Có một cái quán cơm bình dân ăn cũng rất là ngon các bạn. Các bạn chọn món xong rồi người ta cứ tính tiền theo cái món mình ăn thôi. Thank you.
Trên con đường Trương Định có một cái ngôi chùa cổ của Ấn Độ. Góc đường này có rất là nhiều nhà hàng bán thức ăn Nhật và Hàn Quốc các bạn. Đa số những căn nhà mặt tiền ở đây là đều làm khách sạn các bạn. Ở phía dưới thì họ cho thuê mở cửa hàng, nhưng mà trên lầu thì là khách sạn. Có những khách sạn lớn, nhưng mà đa số là những cái mini khách sạn nhỏ. Một cửa hàng book tour ở dưới, nhưng mà trên là khách sạn các bạn. Bây giờ mình đi về phía khách sạn New World đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã vào xem. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.